Thưa quý vị, để phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức đêm hội đón giao thừa và bắn pháo hoa. Tại thành phố Tây Ninh, chương trình nghệ thuật chào đón giao thừa Xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức tại công viên Xuân Hồng. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đêm hội đã được hoàn tất. Tối ngày 8 tháng 2, tại công viên Xuân Hồng đã diễn ra buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào đón giao thừa Xuân Giáp Thìn 2024. Chương trình nghệ thuật năm nay lấy chủ đề Hương sắc Tây Ninh do các nghệ sĩ nhóm múa trong và ngoài tỉnh tham gia biểu diễn. Chương trình gồm 14 tiết mục với nhiều thể loại khác nhau, đặc biệt chương trình còn kết hợp trình chiếu màn hình LED các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Tây Ninh cũng như những kết quả nổi bật của du lịch Tây Ninh đạt được trong năm 2023. Ngoài chương trình nghệ thuật, Ủy ban Nhân dân thành phố Tây Ninh cũng xây dựng kế hoạch kịch bản bắn pháo hoa tầm thấp với thời gian 15 phút tại sân vận động tỉnh Tây Ninh để phục vụ người dân. Chương trình nghệ thuật và pháo hoa chào Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh TTV11 và các hạ tầng OTT của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Trong đó, chương trình nghệ thuật Hương sắc Tây Ninh sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 9 tháng 2 nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão. Đặc biệt, chương trình pháo hoa chào Xuân Giáp Thìn sẽ bắt đầu vào lúc 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 10 tháng 2 nhằm mùng 1 Tết Giáp Thìn. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về nội dung và hình thức, chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa mừng Xuân Giáp Thìn 2024 hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân trong tỉnh một đêm giao thừa thăng hoa, rộn ràng, đặc sắc.